Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Thủy nha. Sẽ có một số hoa giấy Milo Batis quý cô chú anh chị em, cẩm thạch cam cầu vồng, đỏ Rasvia lá cẩm thạch và nhiều màu khác ha. Giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Cây đẹp quý anh chị. Và em chào chị. Chào Pháp Thái, chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua nha. Bữa nay em có lên mới hoa giấy ghép thành phẩm đó, mong cô chú anh chị vô xem và ủng hộ em ạ. Địa chỉ nhà vườn em là Tăng Khánh Trung, Lớp Giò, Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0969553364, đồng thời cũng là số Zalo của em. Không mất thời gian cô chú anh chị em lên mã M1 ạ. Đỏ rất là lá xanh của anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 53, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 68. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 13. Cây mã M1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 180k. 180k cho cây mã M1. Các cây trên line bao gồm phí vận chuyển toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M2 ạ. Một cây mỹ đỏ đuôi cáo anh chị em. Trồng này đọt tới đâu hoa tới đó anh chị. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 44, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 56. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 15. Cây mã M2 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 150k. 150k cho cây mã M2. Giảm xin xuống. Tiếp theo em lên mã M3. Một cây Kajata siêu hoa anh chị. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 87, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 63. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 21. Cây mã M3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k. 450k cho cây mã M3. Giảm thêm xuống. Tiếp theo em lên mã M4 á. Một cây cẩm thạch cam cầu vồng đổi màu anh chị em. Dòng này đẹp từ cái lá cho tới cái hoa. Cây này thì đang sổ búp. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 75, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 80. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 22. Cây mã M4 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 430k. Cây này nó có vết cắt ha. Vết cắt ở đây do khai thác bò nha quý cô chú anh chị. Này, mà nó bị chai rồi. 430k cho cây mã M4 á. Giảm thêm xuống. Tiếp theo lên mã M5. Một cây Milo Batis quý anh chị em. Dòng này quý anh chị em mình thấy nó không phục ha. Nó gà hoa nè. Hoa rất là bền luôn. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 60, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 70. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 28. Cây mã M5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 440k. 440k cho cây mã M5. Giảm trên xuống ạ. Tiếp theo lên mã M6 ạ. Một cây tuyết trắng à. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 73, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 80. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 24. Cây mã M6 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 440k. 440k cho cây mã M6. Giảm thêm xuống. Tiếp theo lên mã M7 ạ. Tiếp tục là một cây Milo Batis quý chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 50, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 76. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 21. Cây mã M7 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 420k. Một cái màu hồng rất là ngọt luôn. 420k cho cây mã M7 á. Giảm thêm xuống. Tiếp theo lên mã M8 á. Cẩm thạch tím siêu bông của anh chị em, lá nhỏ ha. Sạch nụ. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 60, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 76. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 24. Cây mã M8 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 460k. 460k cho cây mã M8 á, giảm thêm xuống. Tiếp theo em lên mã M9 á. Một cây tím tuyết lá xanh siêu bông của anh chị. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 58, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 80. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 18, 19. Cây mã M9 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 430k. 430k cho cây mã M9 á. Giảm thêm xuống. Tiếp theo em lên mã M10.
tiếp tục là tím siêu bông. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 62, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 76. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 27, cây mã M. 10 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 430k. 430k cho cây mã M10 ạ. Em xin xuống. Tiếp theo em lên mã M11 ạ. Một dòng rất là chuồng của anh chị em, cẩm thạch đỏ rất pizza. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 65, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 76. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 36. Cây mã M11 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu nha. Cây này size lớn của anh chị em. Phôi rất là to nha, và đặc biệt cái mẫu có hai mẫu nha. Hoành cũ ở đây em đo được cho mình là 50 ạ. Mẫu này thì thích hợp cho quý cô chú anh chị em mình để riêng mình chơi bonsai nha. Còn cái mẫu gọn thì cho quý cô chú anh chị em mình khai thác bo. Dạ. 1 triệu cho một cây mã M11, em bao gồm phí vận chuyển luôn ạ. Dạ, em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M12 ạ. Một cây tím siêu bông. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 72, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 85. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 12. Cây mã M12 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 270k. 270k cho cây mã M12 ạ. Dạ, em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M13. Tím tuyết lá xanh, siêu bông, phơm tàn tròn của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 57, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 73. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 23. Cây mã M13 này em giao lưu với cô chú anh chị 420k. 420k cho cây mã M13. Dạ, em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M14. Một cây Kayata siêu búp nụ của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 80, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 79. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 26. Cây mã M14 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 460k. 460k cho cây mã M14, giảm xin xuống. Tiếp theo lên mã M15. Tiếp tục vẫn là cẩm thạch đỏ rất pizza của anh chị em. Cây đang sổ búp á, cây này vô thế bonsai quý cô chú anh chị. Hàng này hàng sưu tầm nha. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 70, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 75. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 36 ạ. Củ đế ở đây em đo được cho mình 48 ạ. Cây mã M15 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu nha. Củ đế đặt ha. Phơm tàn thì cũng đặt luôn rồi, đang sổ kéo nụ. 1 triệu một cây mã M15, em bao gồm phí vận chuyển, giảm thanh xuống á. Những cây như thế này về quý anh chị mình ép sang chậu dĩa. Tiếp theo em lên mã M16 ạ. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 74, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 65. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 29. Cây mã M16 này em giao lưu với cô chú anh chị mình nè. Cũng 1 triệu luôn nha. 1 triệu đồng cho một cái thế bài, dáng bài của anh chị em. Đỏ, cẩm thạch, red pizza. 1 triệu cho một cây mã M16 á. Giảm xin xuống á. Tiếp theo em lên mã M17 á. Tuyết trắng à, siêu bông. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 64, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 85. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 23. Cây mã M17 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 460k. 460k cho cây mã M17 á. Dạ, em xin xuống á. Tiếp theo em lên mã M18 ạ. Đỏ rất da lá xanh đúng chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 67, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 83.
Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 21, cây mã em M18 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k. 450k cho cây mã em M18, giảm xin xuống. Tiếp theo em lên mã em M19 ạ. Cây Kayata phơm tàn đặc tròn của anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 66, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 79. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 23. Cây mã em M19 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 480k. 480k cho cây mã em M19. Giảm trên xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M20. Một cây lung lực cẩm thạch đỏ rất bây giờ. Dòng này đang rất là hot của anh chị em, rất là chuộng à. Do cái lá nó cẩm thạch vàng nó đẹp, thêm cái hoa màu đỏ cái nữa, nhìn rất là sáng. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 69, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 76. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 46 ạ. Hoành cũ ở đây em đo được cho mình 54 ạ. Cây mã em M20 này em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 1 triệu nha. Cây này cái phôi nó rất là lực, rất là to nha quý cô chú anh chị em. Nhưng mà do cái cổ chỗ này nó bị va chạm, nó bị chày nhẹ ha. Nên đồng giá với những cái cây kia nha. 1 triệu một cây mã M20 em bao gồm phí vận chuyển luôn ạ. Dạ cây mã M20 này cũng cây cuối trong clip của em ạ. Mong cô chú anh chị xem và ủng hộ em ạ. Em chào cô chú anh chị và chào bác Thái. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Thủy nha.